Sơn nấu chè cốm này xong trước khi đi bác mua cốm cho Sơn mang sang nhá. Vâng, vừa nấu xong cháu sẽ biết cách rồi. Mỗi lần về Việt Nam, Nguyễn Tiến, Ma Xin, Lam Sơn đều được họ hàng quan tâm chỉ dạy những phong tục của quê hương Việt Nam. Đó cũng là dịp em bổ sung thêm vốn tiếng Việt của mình. Chuối chín Trung Quốc là nói là như thế nào ạ? Thường là cái chuối tiêu mà chín kỹ một chút này gọi là chín Trung Quốc. Chuối đấy mình ăn bình thường. Thế nhưng mà nếu ăn với cốm nó cốm sẽ là ngon hơn. Ngon hơn. Lam Sơn có bố người Việt, mẹ người Ba Lan. Em hiện đang sinh sống cùng bố mẹ tại Warsawa. Năm Sơn lên 1 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình, em đã được bố mẹ cho về sống cùng các bác gần 2 năm tại Việt Nam. Trước khi đi thì chú đã viết lại những cái từ ngữ của bọn trẻ là để dạy lại bác cái tiếng Ba Lan khi em chưa biết tiếng Việt. Thì bác cứ theo trong đấy bác có nói. Bác nói nhiều lúc là chỉ 1 tháng sau là em mới biết bác hay nhầm lẫn từ nọ sang từ kia là bác ấy, em cứ trêu bác luôn. Nói từ uống đến nói đi tè là nói lẫn, xong em biết bác nói sai, bác sướng cười sung sướng. Sau đó thì các bác quyết định là dần dần chuyển sang tiếng Việt. Khi mà nói tiếng Ba Lan là từ của cháu là như thế này, như từ Việt Nam như thế này. Thế cứ dạy dạy như thế là chỉ một thời gian rất ngắn là em thạo tiếng Việt. Người Việt như thế nào thì mình dạy như thế. Rồi là mình dạy các cháu, ví dụ như là con bé nó ngủ thì là mình cũng câu ca câu ve tất cả gia đình, tức là không cứ gì là bác gái, không cứ gì bà, cụ bà, mà tất cả coi là con cháu, anh chị em, cô dì chú bác đều phải có ý thức nữa. Khi trở lại sống tại Ba Lan, bố của Lam Sơn luôn đặc biệt chú ý đến việc duy trì ngôn ngữ tiếng Việt cho cả gia đình em. Bố em bắt em đọc ca dao và hát karaoke, mà em cũng thế ạ, mà em cũng là người Ba Lan, ban đầu là không biết tiếng Việt. Thế là có một ông thầy và bố dạy ở nhà, bố, mẹ con cùng học, cùng đọc, cùng hát. Tầm 6 tuổi bố cho đi học trường Việt, một tuần học một buổi. Trường thì cũng không thoải mái lắm bởi vì là em gần gũi bố mẹ hơn. Thế là bố dạy thì là cũng cảm thấy tình cảm hơn và thích hơn. Cô dạy viết, dạy đọc, nhiều học sinh quá không nắm được bọn em. Cứ một năm về 2 lần, có bác Hương. Bác chị gái của bố em là giáo viên dạy em cách viết, cách đọc và cách nói để hợp lý và gọi là ngoan với các bác, với người lớn hơn. Lam Sơn cũng thường xuyên tham gia sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Ba Lan, nơi mà vốn tiếng Việt được phát huy. Tiếng Việt thì em cũng cảm thấy cái lợi ích là mình giúp được mọi người ở Ba Lan. Những người Việt Nam mà không nói được tiếng Ba Lan, chẳng hạn là đi khám, đi bác sĩ, đi nộp giấy tờ, các thứ đấy. Cái đấy là rất là hay, giúp được mọi người. Đấy cũng là vui, cũng tình cảm, cái cộng đồng nó cũng gần gũi hơn, mặc dù là ở nước ngoài. Có tài mà cậy chi tài, cái tài. Liền với. Liền với, cái tài một bằng. Anh mới cứ cậy ra điều tôi giỏi đấy, tôi biết thì hơn anh ấy nói kia, anh làm bộ, anh bắt nạt người ta như thế là xấu. Thế tức là anh tài mà anh mà không tốt thì chỉ nó cái tai họa nó lại đổ vào người anh. Vào, cháu hiểu cháu không? Vâng. Xin kính chào quý vị khán giả. Chuyện Kiều còn, tiếng ta còn, nước ta còn là câu nói nổi tiếng của học giả Phạm Quỳnh, chủ bút tờ tạp chí Nam Phong nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Tiếng Việt, ngôn ngữ Việt là cầu nối cho văn hóa Việt. Việc duy trì và truyền bá tiếng Việt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, cũng như sự tồn tại của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một bộ phận gắn bó máu thịt với dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, trong những năm qua, chính phủ Việt Nam luôn xác định rõ hỗ trợ kiều bào giữ gìn tiếng Việt là một trong những nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa lâu dài trong công tác cộng đồng. Tuy nhiên, làm thế nào để hiện thực hóa được điều này nếu ngay cả những người con nước Việt đang sinh sống tại nước ngoài, thế hệ thứ 2, thứ 3, thứ 4 không thể nói được tiếng Việt? Câu chuyện này sẽ được cùng trao đổi trong chương trình Nhìn từ Hà Nội tuần này với vị khách mời đó là tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thị Anh, người có nhiều năm sinh sống làm việc tại Nga. Chị đã tham gia vào rất nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, tư vấn phương pháp giảng dạy và tổ chức các khóa chạy hè cho con em người Việt tại Ba Lan và một số nước thuộc châu Âu khác. Xin cảm ơn chị Thị Anh đã đến chương trình ạ.
Thưa tiến sĩ Thụy Anh, như trong phóng sự vừa rồi chị đã xem, có cháu bé Lam Sơn chỉ là một trong số những trường hợp ở Ba Lan và cũng không phải là hiếm gặp trong những đợt tôi đi công tác tại Séc hay ở Ba Lan. Tôi có một cảm giác như thế này, bản thân thầy cô giáo rất hào hứng, cha mẹ cũng rất là hào hứng chịu khó. Nhưng mà liệu là cái thời gian mà các cháu được tiếp xúc với tiếng Việt thứ bảy hoặc chủ nhật đấy đã đủ chưa? Và cái vai trò của cha mẹ thì làm thế nào? Câu chuyện có lẽ cũng thường gặp. Thì theo tôi, cái nguyên nhân chưa chắc đã là vấn đề là thầy cô dạy có vấn đề thế nào đó hay là cháu tiếp thu như thế nào. Bố mẹ quá mong muốn con giữ được tiếng Việt, đặt ra hẳn một cái tiêu chí, chẳng hạn là gửi con vào đây, đấy là phải trong một khoảng thời gian nào các con phải biết đọc, biết viết tiếng Việt. Vô hình chung đã gây một cái áp lực lớn, không chỉ cho cháu bé mà cho cả những người, các thầy cô giáo ở đó nữa. Tôi cũng là một người mẹ, sinh con ở nước ngoài và cho đến khi cháu 6 tuổi thì chúng tôi mới về nước. Nhưng trước đó ấy, thì tôi, khi mà chưa có ý định về nước, thì tôi luôn luôn lo lắng việc lớn nhất của chúng ta là phải, các bố mẹ phải tham gia tích cực vào cái việc này, kiên nhẫn với con hơn, chờ đợi, hiểu biết cái đứa trẻ của mình. Trường hợp có những cháu thì cũng không có điều kiện để thường xuyên về Việt Nam hay là chuyển về hẳn Việt Nam sinh sống. Làm thế nào để các cháu có cảm thấy là thu hút và yêu quý quê hương của mình, yêu quý nguồn cội của mình? Một học sinh đầu tiên của tôi học tiếng Việt ở Nga, thì mẹ là người Nga và bố là người Việt. Ban đầu anh không nói chuyện với con bằng tiếng Việt. Khi 5 tuổi thì anh mới thấy rằng là cần phải dạy cho cháu. Thì anh dạy, anh nhiệt tình quá, tức là tích cực đến mức độ lúc nào cũng, ngay lập tức lúc nào cũng nói tiếng Việt. Mà trong cái lúc đó thì cháu đã không được tiếp thu tiếng Việt tự nhiên nữa rồi, mà học tiếng Việt như là tiếng nước ngoài rồi. Thế là cháu mới sợ, đến nỗi là nó cứ chờ đợi khi nào bố ra khỏi nhà rồi nó mới ra khỏi giường, bởi vì nó quá sợ phải nói tiếng Việt. Thế thì khi mà anh nhờ tôi dạy cho cháu thì anh rất ngạc nhiên là những cái ngày đầu tiên là tôi không, gần như tôi không nói tiếng Việt mấy. Thì sau một vài tháng, ban đầu thì chơi các trò chơi nói tiếng Nga, thi thoảng xen tiếng Việt. Sau đó thì tôi nói tiếng Nga, cháu trả lời bằng tiếng Việt. Và sau đó thì hai cô cháu bắt đầu nói tiếng Việt và chơi các trò chơi, vẽ rồi rất nhiều trò chơi với nhau, chứ không hoàn toàn không viết, không đọc gì cả. Và bắt cuối cùng thì là kể các câu chuyện thông qua tiếng Việt. Sau 2 tháng thì cô bé nói vẫn, tất nhiên vẫn còn ngọng nghịu, nhưng mà đã đứng lên nói, đọc một bài thơ tiếng Việt. Và trước khi đọc thì cháu làm cho bố cảm động đến rất là xúc động, là cháu nói là con là người Việt Nam và con đọc một bài thơ bằng tiếng Việt. Ở đây không chỉ là vấn đề tiếng Việt nữa, ở đây còn là một cái sự giao lưu tình cảm giữa bố mẹ và con cái. Và bố mẹ đây chính là đại diện cho đất nước của mình, đúng không ạ? Vì bố mẹ là người sinh ra, là người lớn lên và thấm đẫm cái văn hóa Việt Nam. Thế thì chính bố mẹ mới là người trao được cho con, chứ không phải đừng chờ đợi đến chuyện là đến trường và cô giáo trao cho con điều đấy. Những quan sát, trao đổi và phân tích của tiến sĩ Thụy Anh phần nào đã giải đáp được sự lo lắng, trăn trở của các bậc phụ huynh người Việt ở nước ngoài muốn con theo học tiếng mẹ đẻ. Phải hiểu được nhu cầu của con mới có được phương pháp tiếp cận con, kích thích niềm yêu thích học tiếng Việt. Bên cạnh nỗ lực nội tại của mỗi gia đình, trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa và dân tộc, Chính phủ Việt Nam luôn xác định việc dạy và học tiếng Việt là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lâu dài trong công tác cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ kiều bào. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, để hiểu rõ hơn về công tác giảng dạy tiếng Việt cho con em người Việt ở nước ngoài. Xin chào ông ạ, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Xin ông cho biết những nét cơ bản về tình hình dạy và học tiếng Việt hiện nay trong cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài ạ. Công tác giảng dạy tiếng Việt và học tiếng Việt của chúng ta phát triển rất là mạnh, nhất là trong những cái năm cuối của thế kỷ trước và cho đến đầu những cái thế kỷ này. Hiện nay thì các cái trung tâm học của tiếng Việt của chúng ta là ở hầu khắp các nước trên thế giới. Bất kỳ ở đâu có người Việt là có trung tâm giảng dạy tiếng Việt. Có nơi thì là do bà con tự nguyện lập nên, có nơi thì là do các cái nhà chùa và đặc biệt là sự ủng hộ của các nước nữa. Rất nhiều nước họ khẳng định tiếng Việt là một trong những cái chương trình dạy chính thức của họ trong các trường đại học, ở trong trường học phổ thông. Chúng ta nhìn thấy cái cộng đồng người Việt Nam tại Úc, tại các cái nước Đông Âu, Liên Xô, rồi cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Campuchia và rất nhiều những nơi thì tiếng Việt được duy trì. Thì hiện nay chúng ta có độ khoảng, theo cái thống kê không đầy đủ ấy, thì khoảng 200
cái trung tâm dạy tiếng Việt như tôi nói là rất là đa dạng như vậy. Thưa ông thì ông có thể kể một vài ví dụ về những địa bàn mà có những cái kết quả trong việc dạy và học tiếng Việt ở cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không ạ? Nếu mà nói ở những cái nơi mà giữ được cái bản sắc tốt của